Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một số nội thất phòng ngủ. Đấy. Hàng siêu đỉnh cao bằng đẳng cấp, được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng theo đơn đặt hàng của một gia đình nhà bác khách hàng ở tại Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là hai chiếc giường chữ X, một chiếc kích thước 2m x 2m2 và một chiếc 1m8 x 2m. Đấy, và đây nữa là hai chiếc tủ áo siêu khủng. Tôi nhấn mạnh cái từ siêu khủng. Siêu khủng vì sao? Thì xin quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm vì sao lại gọi là siêu khủng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng. Chiếc tủ áo 5 cánh này, 5 buồng 5 cánh này. 3 buồng 5 cánh này là tủ áo này là hàng độc nhất vô nhị. Chưa bao giờ quý khách thấy ở trên thị trường có cái chiếc tủ áo nào nó lại đỉnh cao như này. Tủ áo này là gồm có hai mặt nhá. Đây là một chiếc tủ áo, đây thực sự nó là hai cái áp vào nhau. Đấy, chúng tôi làm gộp vào thành một. Đấy, hai mặt đều là tủ áo để có cánh để bày. Đấy, quý khách đang thấy đây, rất to. Chiều dài là 2m75 và chiều sâu là 1m3. Đây là mặt mà chúng tôi để quay vào phía trong nhà đây. Các bác đang thấy đây. Tủ áo siêu đỉnh cao đẳng cấp. Nó gồm hai mặt như nhau. Tủ áo này hai mặt như nhau và một chiếc 3 buồng 3 cánh. Đấy, tủ này mẫu chúng tôi là làm thông thường. Đây quý khách đang thấy đây. Đấy, cái chiếc này thì nó có hai mặt như nhau, mặt trước mặt sau như nhau luôn. Đấy, đều là có cánh mở. Đấy, tủ đấy chúng tôi là cái tủ làm theo yêu cầu của khách hàng là để ngăn phòng. Đó, tủ đấy là tủ để ngăn phòng. Quý khách đang thấy trên mình đây hai chiếc tủ này. Thì xin thưa khách là cách đây ít hôm trước thì chúng tôi cũng đã bàn giao và lắp đặt do gia đình là bộ nội thất nhà thờ gỗ gồm có cửa võng hoành phi câu đối, quân tư câu đối và sập thờ, rất nhiều các siêu phẩm được Thành Luân chúng tôi là đã bàn giao cho gia đình. Ngày hôm nay tiếp tục là tạm thời nhé, đây mới là tạm thời nội thất phòng ngủ gồm có hai tủ áo, hai giường. Đấy, và cái bộ trường kỷ này cũng là của khách hàng đã đặt hàng này. Đấy, bộ trường kỷ này này cộng với lại cả một chiếc tủ chè nữa thì chúng tôi cái này chúng tôi hoàn thiện sau và bàn giao sau cùng với tủ chè. Đấy, ngày hôm nay là chúng tôi giao là cái bộ nội thất như phòng ngăn gian. Đấy, phòng ngủ ngăn gian, đây cái tủ này để ngăn giữa hai gian của nhà khách hàng. Đấy, khách hàng là mà quan tâm về các cái mẫu sản phẩm tủ áo hay là giường tủ hãy liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và riêng cái các cái sản phẩm mà quý khách đang thấy đây thì là Thành Luân chúng tôi là đích thân Thành Luân chúng tôi là đến tận gia đình nhà bác ở Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình để đo và thiết kế. Đấy, để đo và thiết kế cái mẫu tủ áo khủng đỉnh cao này. Đấy, chiều ngang này 1m3 này, chiều ngang 1m27 1m29, phủ bì tầm khoảng 1m3 này, chiều dài này là 5 cánh này là 2m75 này. Đấy, và cao là cao 2m17. Đây, chúng tôi sẽ mở cánh tủ ra để khách cùng chiêm ngưỡng, làm đẹp từ trong ra ngoài luôn, làm đẹp từ trong ra ngoài nhé. Đấy, đẹp từ trong ra ngoài, khách đang thấy đây. Đấy, gỗ thì chọn thửa vân làm siêu kỹ luôn. Đấy, các bác quan tâm hãy liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Các siêu phẩm của Thành Luân chúng tôi. Đấy, và hai chiếc giường chữ X 1m8 x 2m và 2m x 2m2, giáp phản hàng siêu dày luôn. Đấy, đục cả vai đây, vai ngang này chúng tôi cũng đục, vai đây, vai giờ đục hết. Khách đang xem video chúng tôi đang quay trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân, rộng hơn 2000m2 tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây, và chúng ta cùng đi ở phía sau của cái tủ này. Đấy, cũng nó là cái mặt tiền của cái tủ đằng này. Đây. Anh Nhữ mở cho em cửa ra. Đấy, tủ này là hai tủ. Đấy, đều là mặt tiền, cũng là hai cái tủ để ngăn đựng quần áo cũng là để ngăn gian. Đấy, các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Rồi, ok. Thôi được rồi, không cần nữa. Đây anh ta lại đóng kia mà.
đóng hết vào chưa? Siêu phẩm, tủ hai mặt như nhau. Ok. À, vâng, thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và chúng tôi xin tạm dừng cái video clip tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.